bạn. Hôm nay bắt đầu ra chương khai trương em sáo mới keng luôn. Ơ không cao nào đâu ông ơi. Con này 5 mét nhá. Con này 5 mét. Nó qua đây đến đây à. Nó phải đến đấy. Đây nhá. Đi. Cổ này bao nhiêu? 18 củ 500 ngàn. Cổ này 18 củ 500 nghìn đúng không? Bớt 500 nghìn cà phê còn 18 củ đâu? 18 củ tròn. Rồi, chuẩn bị ra phi múc em này nhá. Cho khai trương em này nhá. Con này sải cắn 5 mét nhá. Tôi chưa? Cột cột gốc chưa? Cột chưa hiện đi. Cột gốc chưa? Đây bên chó hướng hướng này nha các bạn nha. Lên nhá. Sáo vip đây. Rồi lên đây, chờ đây. 1, 2, 3. Mới tinh, sáo vừa khai trương luôn nha. Đây, chú sáo của chúng ta đăng lên rất đẹp nha. Sáo mới khai trương luôn, vừa khai trương thốt thột luôn của Phan Hiện nhá, mới mua con sáo 18 tục củ nè, chạy cắn 5 mét các bạn nhá, đang bay rất đẹp. Chiều nay gió rất đẹp luôn, gió này rất đẹp. Rồi đang bơm thêm dây, tiếng sáo rất đẹp ha. Rồi đang lên tiếp nha. Hạ âm nha. À nhiều 5 mét này. Đi 90. Hạ âm. Nay khai trương buổi đầu. Nay gió rất đẹp ạ. Rồi đang ráp tiếp thêm một con sáo. Con này mấy mét ăn? 4 mét rưỡi hay 5 mét đây? 4 mét 6. Con này 4 mét 6 nhá. Chuẩn bị chiến thêm một con này nữa. Sáo là Hồng Hoa. Đây, bộ sáo này chuẩn bị ráp vô con. Ủa? Chưa. Sao mà nó cứ quay về ông ông bạn? Chưa cột à? Hỏi mấy ông cột lại. Ông bạn sao nó còn quay vậy? Tí phải cô lại hả? Kiểu nó vậy á? để con người ta còn ấy chơi toàn cái 10 giờ 11 giờ không? Mà ngày hôm qua cu dư đi đâu đi đâu đấy? Ba cu dư đâu có nhậu đâu? Đi chưa có tiệc. Cu dư ngày hôm qua về sớm kéo diều sớm. Ngày hôm qua cu dư cũng đem hòa âm ra. Rồi đang công đoạn ráp cái nuôi. Con diều 4m6 nhá. Cứ bình tĩnh. Gió to lắm. Đúng rồi. Nay bình tĩnh, nay gió to lắm, có công này lên này lại cắm đầu xuống này. Cứ nhận nha. Nay gió đẹp lắm. Đấy. Gió rồi. Cây cối nó rung như vậy. Bình tĩnh. Không ráp đi. Ráp lên tranh thủ nha, tối. Ráp đi. Đúng rồi, có hai người nó dễ. Đang kéo. Mấy con này phụ nhau mà làm. Em thì em không biết. Nó trước à? Rồi, đang công đoạn của chúng ta đang ráp đây. Rồi, đang công đoạn ráp cái này còng 90 không ông bạn? 80. Nè, còng 80. Còng 80. Không à. Mày nói cái đó gì thùng ràng ẩm lên. Nó phải chạy. Chạy cho nó lẹ. Êm đó. Khỏi phải cột luôn anh. Nó chạy cổ cái ống sáo cái chân nó tròn. Nói là mà người ta hay cột dây. Chân tròn thì mình phải làm cái thức này.
anh thét tụt lên rồi. Cái này thì không có sợi lá chày mà nó này êm. Tròn á. Trên tròn phải phải cột chi thun nha các bạn thấy chưa? Anh em nào mà không biết kỹ thuật thì lên học đồng chí này nhá. Cháu sư thứ. Cháu sư thứ à? Đấy. À hôm nọ ra thả con mà con chuông mà bảo mua 900 đấy đúng không bác? Đúng không? Nhìn có biết thôi mà không. Con này đâu mà. À nó được rồi con này. À. Rồi đang công đoạn chỉnh lên cái đuôi nhá. Anh nhìn xem cái độ cong của đuôi. Biết rồi. Em không có kéo anh chỉ dấu. Nói chung là cái xóm đấy thì nó bằng nhau được không? Đúng rồi, tại chỗ. Nó có 30-40. Không đâu chưa? Không chưa đâu chưa? Cao lắm. Cao rồi thấp thì phải đập hết. Rồi chuẩn bị công tác chuẩn bị nhá. Gió lớn quá các bạn ạ. Gió lớn. Từ từ. Rồi bắt đầu đi nhá. Chuẩn bị đâm con này nhá. Chuẩn bị lên nhá. 1, 2, 3. Úi dồi ôi, tuyệt vời luôn. Lên. Rồi. Lên rồi đó. Đang chuẩn bị thả xuyên đi bơm xuyên dây nhá. Mới bơm được khoảng 150 thôi. Dạ bơm 1000 mét. Đấy, úi dồi nó kéo. Úi dồi. Ơ, à, lên đấy, 2 con nhá. 400 mấy 500 là cách làm lèo, lúc chung. Đang bơm lên đây. Qua 28 nhỉ? Qua 28 luôn. Đây, nó xả dây đây. Quá lèo. Đấy, đâu, nó cứ tập tập tập. Đấy. Các bạn nghe còng lên không? Mày kéo còng thì chưa biết, không thấy là như răng lạc không? Chưa đeo bộ này nó răng lạc. À, đấy. Chưa nó kéo ấy. Chuyến là thôi kéo một con này bằng mấy con kia thì mẹ bữa hôm mà bay rồi hay đi bay bỏ em đúng rồi nên mày cũng bữa sáng ấy cắn tôi quên tôi không kéo thì thôi cứ vậy thôi bảo sáu tăng mẹ bỏ mấy vật vã nó cắn. Con này 4m8 coi, con này 5m này đứng yên luôn này. Này dây này nhiêu mét anh? Đó yên hết. Bỏ cái chiếc máy bay nó bay thấp, nó bò cua. Mới thằng ghê rồi bay 800m á, đúng phải nó gọi công an xuống kiểm tra đấy. Hãy nhìn ông nè. Nhìn nha, mấy ông phải nhiều, ông nào cũng xanh mặt hết. Quá nó bo quá phải nhiều. Càng phết ạ, càng phết ạ. Còng ấy, thùng hoa hay thả đây này. Càng phết ạ. Kéo đi luôn nè các bạn, kéo đi luôn nè. Lên niêm hiệt thôi. Gió rồi. Kéo đi ạ. Gió rồi. Rồi, đang chuẩn bị dời về bên gốc. Cột chung luôn đi. Đấy, nó vừa máy bay thời chiến. Cột chung luôn. Trung gốc à? Đúng rồi. Thôi, chuẩn bị đang đang dời về đây. Thôi đây, đang lên dốc cầu cột điệu nhé. Cột thẳng quá đầu cầu luôn chứ. Đang cột dây diều nhá. Bơm vậy thôi.